u trong não. Chỉ là bệnh võng mạc và có thể chữa khỏi. Nhưng hôm sau thư ký Oang và cô cùng đến bệnh viện. Bác sĩ lại bảo hôm qua chẩn đoán sai. Lúc đó Ouyang không biết dựa vào ai, đành tự ghi lại đoạn băng này, mong một ngày anh trai quay về giúp cô. Bởi vì em còn có anh trai. Chờ anh trai về, anh ấy sẽ không tha thứ cho các người đã biến tôi thành như này. Nhìn cô gái vô cùng yếu ớt bất lực, Ousu bỗng thấy đau đớn như kim đâm vào tim. Bây giờ anh đã hiểu ra, anh trai vô hình luôn là chỗ dựa tinh thần của Ouyang. Hôm sau Ousu bỗng nhận được điện thoại, em gái tự ý ra ngoài một mình, bị ngất ở trung tâm thương mại. Anh lập tức chạy tới, bế Ouyang tới bệnh viện. Cô may mắn không bị nguy hiểm tính mạng. Bác sĩ nói với anh, có khả năng cục u trong đầu em gái đã tái phát. Ousu nghe xong bỗng thấy bàng hoàng, nhưng Ouyang lại nói, cô không muốn vào phút cuối của đời mình sẽ bị cắm đầy ống lên người nằm trong bệnh viện. Cô muốn ở cùng anh trai, cô chuẩn bị một điều bất ngờ. Ousu đi theo cô đến một khu nghỉ dưỡng, không ngờ cô muốn anh trai cùng mình làm bánh gato. Ousu không biết làm thế nào, đành phải chiều theo ý cô, chỉ sợ cô bị cắt vào tay. Ousu bỗng đòi đi leo núi, đường núi gồ ghề. Ousu cõng em gái đi từng bước lên đỉnh núi, anh trai tháo bịt tai của em gái, bỗng bên tai là vô số tiếng chuông gió. Đây là âm thanh em gái thích nhất. Cô vội hỏi anh làm thế nào mà được như vậy. Anh trai nói với cô, đây là tiếng cọ sát vào nhau giữa cành cây bị đóng băng và gió thổi qua. Anh trai đồng ý với cô, hàng năm mỗi khi tới mùa đông, khi gió thổi, chỉ cần nghe thấy âm thanh này, anh trai sẽ đến bên cô. Em gái rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô không biết mình có còn sống được tới mùa đông năm sau hay không. Cô quay ra hôn vào má anh trai, hai người cứ thế ôm chặt nhau, yên lặng đứng nghe tiếng chuông gió. Tối đó Ousu nhìn em gái đang ngủ say, không kìm được cúi xuống định hôn cô. Nhưng vào lúc quan trọng anh đã dừng lại. Ngày hôm sau khi ngủ dậy, Ousu phát hiện trên bàn đã bày sẵn bánh sinh nhật. Hóa ra hôm nay là sinh nhật anh trai. Nhìn món quà Ouyang tặng, bánh gato cô tự tay làm, bỗng Ousu long lanh nước mắt. Giây phút này anh đã hoàn toàn quên đi mình là kẻ lừa đảo. Được anh trai động viên, cuối cùng Ouyang đồng ý kiểm tra lại lần nữa, nhưng kết quả vô cùng tuyệt vọng. Bác sĩ nói với Ousu, phẫu thuật chỉ có 10% thành công. Dù cho Ousu khẩn cầu thế nào, bác sĩ cũng không đồng ý làm phẫu thuật. Anh đi ra sảnh, Ousu không thể kìm được nữa, anh dựa vào cột bật khóc. Nhưng ác mộng vẫn liên tiếp kéo đến. Cô bạn gái cũng muốn từng hại anh vào tù bỗng quay về. Cô ta biết tình hình của anh hiện nay, nên đã gọi điện uy hiếp cho anh thời gian 3 ngày. Sau đó cô ta sẽ đưa Ousu rời khỏi đây, nếu không cô ta sẽ nói bí mật của anh cho Ouyang. Nhưng lúc này trong lòng Ousu chỉ có em gái, thân phận có bại lộ hay không cũng không quan trọng. Tối đó anh tới phòng Ouyang, nhìn em gái ngủ say, trên tay vẫn buộc sợi dây chuông gió. Đây là lời hẹn của hai người, chỉ cần tiếng chuông kêu lên, anh trai sẽ tới bên cô. Ousu nhớ lại những lời của bác sĩ hôm nay, nước mắt lại giàn giụa, anh không kìm được cúi xuống, lấy can đảm hôn lên môi cô. Không ngờ lúc này Ouyang đã tỉnh lại. Khi Ousu ngẩng đầu lên, cô lại vội vàng nhắm mắt lại. Ousu biết thân phận không giấu được.